Xin kính chào quý khách hàng và khán giả của kênh ô tô 360. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ô tô 360 chúng tôi lại gửi lên cho quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Cerato. Đây là phiên bản 2.0, chiếc xe được sản xuất năm 2016, đã đăng ký năm 2016 và chạy được 4.8 km rồi ạ. Đây là chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 màu đỏ. Đây là chiếc xe màu đỏ cờ và đã được chủ xe độ lên rất là nhiều đồ chơi. Tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần đồ chơi và cũng như chiếc xe này ạ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi camera của chúng tôi để xem chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 này ạ. Cái tổng thể chiếc xe cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Chủ xe đã độ lên rất là nhiều đồ chơi. Đến tất cả cái số tiền độ của chiếc xe này lên đến hơn 50 triệu tiền đồ rồi đấy ạ. Quý vị và các bạn cùng xem qua, tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đây là cái phần ba đờ sốc trước của chiếc xe đây ạ. Chủ xe đã độ lên toàn bộ về cái hệ thống đèn ạ. Đèn pha, đèn LED của chiếc xe này đã được chủ xe độ lên rồi ạ. Bộ đèn này là chủ xe độ lên rất là đẹp ạ. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên gương của chiếc xe này ạ. Đây là bộ la răng mà chủ xe đã độ lên ạ. La răng cùng với lốp thể thao rất là mỏng và đẹp ạ. Và cái cụm phanh cũng đã được sơn màu đỏ. Lốp còn rất là mới ạ. Chủ xe mới độ cho nên lốp này còn cỡ mới lắm đấy ạ. Xe màu đỏ và bộ la răng màu đen nhìn rất là đẹp ạ. Rất là nổi. Chiếc xe mới chạy được 4.8 thôi cho nên là còn rất là mới và đẹp ạ. Nếu như bạn trẻ nào mà thích sở hữu chiếc xe này thì đúng là rất là hợp đấy ạ. Chiếc xe rất là hợp với các bạn trẻ đấy ạ. Chủ xe đã độ lên cái đuôi gió đằng sau và cặp bố đôi đấy ạ. Chủ xe này rất là thích phong cách thể thao nên đã độ lên chiếc xe này theo phong cách sport đấy ạ. Đuôi gió này, cặp bố đôi này. Và xe đã được trang bị cảm biến trước và cảm biến sau, camera lùi. Chiếc xe đã được đăng ký tên tư nhân và biển thành phố rồi ạ. Cho nên quý vị các bạn bây giờ đem về sang tên quý vị các bạn ở Hà Nội này cũng không mất 20 triệu tiền biển đâu ạ. Đây là cái phiên bản Kia Cerato 2.0 ạ. Xe đang trang bị khóa thông minh, đèn nổ start stop ạ và bấm tay mở cửa trên cánh cửa đấy. Tất cả cái bộ đèn này là chủ xe độ lên rất là đẹp đấy. Đèn pha bi xenon nông. Nhìn về cái phần ba đờ sốc trước này, toàn bộ đèn đã được nháy hết lên đấy. Tôi bật cái đèn cảnh báo là nó sẽ nháy hết lên như thế này đấy. Nhìn tổng thể bên ngoài rất đẹp, la răng thì màu đen, xe màu đỏ. Kết hợp với cặp bô đôi và đuôi gió, nhìn chiếc xe này rất là thể thao. Đây là phiên bản 2.0 ạ, cho nên là chiếc xe này đang bán với giá là hơn 500 triệu. Chiếc xe sản xuất năm 2016 mà là phiên bản 2.0 nên nó có giá là hơn 500 triệu đồng. Chứ nếu như phiên bản 1.6 thì sẽ rẻ hơn ạ. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và bạn cùng xem về cái phần nội thất của xe. Đã trang bị cho chiếc xe Kia Cerato này là phiên bản này là cái màu nội thất là màu kem. Và toàn bộ cái phần gương kính chỉnh điện, gương cũng đã gập điện tích hợp trên tapi cửa. Và ghế là ghế điện đã. Ghế là ghế chỉnh điện và nhớ ghế hai vị trí.
Đây là chữ ghế lái chỉnh điện của xe đây ạ. Chữ ghế lái chỉnh điện là 8 hướng. Và nội thất da là màu kem, da cao cấp rồi đấy ạ. Nội thất của chiếc xe này còn rất là mới, vì chiếc xe mới lăn bánh có hơn 4 vạn km thôi ạ. Chế độ chống trơn trượt ạ. Các nút điều khiển cũng đã được tích hợp trên cái vô lăng này ạ. Và sang số thể thao cũng được tích hợp trên vô lăng. Vô lăng cũng còn đang rất là mới, vì chiếc xe mới chạy có hơn 4 vạn km thôi. Chính xác là 4 vạn 8 km. Lát nữa tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem cái đồng hồ của chiếc xe này ạ. Đây là cái phiên bản Kia Cerato số tự động bản 2.0. Chiếc xe được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam ạ. Xe đã full option rồi ạ, đầy đủ cả cửa nóc. Đây là chiếc táp bi cửa bên lái phía sau ạ. Chiếc táp bi cửa phía sau bên lái. Và phần nội thất ở trong xe này cũng còn đang rất là mới ạ. Nội thất màu. Và chủ xe rất là cẩn thận, đã dán hết là cái phần nhựa của xe, là chủ xe đã dán hết rồi. Kể cả cái phần cửa gió điều hòa phía sau này chủ xe cũng đã dán rồi. Cho nên nếu quý vị các bạn không thích thì về bóc cái phần dán của chủ xe này ra, thì là cái phần nhựa nó còn rất là mới. Đây là cái phần nội thất màu kem rất là đẹp và sáng xe. Táp bi cửa còn rất là mới ạ, chưa có xước xát gì đâu ạ. Chủ xe cũng đã dán kín hết rồi. Nếu như quý vị các bạn không thích thì về bóc cái phần này ra, thì cái phần nhựa trong rất là mới. Chủ xe thích cái phong cách thể thao, cho nên là toàn bộ độ đồ và dán hết cái phần nhựa trong là cái dán giả carbon này. Nội thất rất là mới và sạch sẽ. Xe đi rất là giữ gìn và dán thì cẩn thận, cho nên nếu như quý vị các bạn phải bóc những cái phần dán này ra thì trong cái nội thất này gần như là mới. Đây là chiếc táp bi bên phụ đấy, táp bi cửa trước bên phụ cũng còn rất là mới, chưa có xước xát gì cả. Chủ xe dán cả những cái tay cửa và táp bi cửa, cho nên chiếc xe này còn rất là đẹp. Nếu như quý vị các bạn không thích cái phong cách dán như thế này thì về quý vị các bạn bóc ra, bóc ra thôi, thì là cái nội thất của chiếc xe rất là đẹp. Cửa nóc của chiếc xe đây, xe được trang bị cửa nóc, lát nữa tôi sẽ quay chi tiết về cái cửa nóc này. Và cái trần xe đây còn rất là sạch sẽ, trần xe cũng được là trang bị là cái màu kem sáng, cho nên là chiếc xe này nội thất rất là sáng và chủ xe rất là giữ gìn sạch sẽ, cho nên xe này còn đẹp. Nếu như là màu nội thất màu đen thì không được sáng lắm đâu, nhưng mà nội thất màu kem thì là làm cho chiếc xe rất là sáng. Đây là cái màn hình giải trí đa phương tiện của chiếc xe, tích hợp cái đầu DVD và camera lùi. Đây là đồng hồ của chiếc xe, chiếc xe chạy chuẩn là 4 vạn 8 km rồi. Các nút điều khiển cũng đã được tích hợp lên cái vô lăng này. Vô lăng 3 chấu khâu da rất là mới. Và điều hòa là chiếc xe đã được trang bị cái điều hòa tự động 2 vùng độc lập rồi đấy ạ. Điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Đây là cái nút mà bật tắt của cảm biến xe. Vô lăng cần số và tay phanh cũng còn rất là mới ạ, vì chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 4 vạn km thôi. Chiếc xe được sản xuất năm 2016 và đăng ký năm 2016, cho nên là chiếc xe này còn rất là mới. Đây tôi sẽ quay cho quý vị các bạn cùng xem là đây là chiếc cửa nóc của chiếc xe. Cửa nóc của chiếc xe cũng đang hoạt động rất là tốt đấy. Cửa nóc hoạt động rất là trơn tru.
Và đây là chiếc xe màu đỏ. Nếu như quý vị các bạn mà đi cổ vũ bóng đá, dán thêm cái sao vàng nữa và cho một bạn mà đứng lên cái cửa nóc này mà phất cờ thì quá tuyệt vời rồi. Tất cả cái phần táp bi, táp lô còn rất là mới và đẹp đây ạ. Tất cả còn rất là đẹp lắm quý vị và các bạn ạ. Vì chiếc xe mới chạy có hơn 4 vạn km thôi. Nếu như quý vị và các bạn muốn sở hữu chiếc xe này thì quý vị và các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Và tiếp theo ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe. Kia đã trang bị cho chiếc xe Cerato này là động cơ 2.0 và là động cơ DOHC, động cơ xăng 16 van. Và chiếc xe này mới chạy 4 vạn 8 thôi, cho nên là cái máy móc này còn nguyên bản, tất cả còn như mới. Toàn bộ cái ốc chân máy và ốc mặt máy này, ốc chân máy và ốc mặt máy này còn nguyên bản hết ạ. Và cái xe này, cái động cơ của chiếc xe này còn rất là mới. Xin cam kết chiếc xe này là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản. Chủ xe độ đèn ở đây là cái phần ba lát của đèn này. Phần ba lát của đèn này, cái hệ thống đèn này của chủ xe độ lên là rất là sáng và nó phải dùng đến cái ba lát này. Quý vị và bạn cũng xem đây là tôi quay chi tiết và sát vào từng cái ốc chân máy này, ốc mặt máy này, rồi toàn bộ về cái ốc ở trong cái khoang máy thì nó còn nguyên bản hết. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này không đâm đụng và không ngập nước ạ. Nhiều quý vị các bạn là đi mua xe là ngại cái biển Sài Gòn vì trong Sài Gòn hay ngập nước. Nhưng nói thật với quý vị các bạn cũng có ở đâu cũng vậy thôi, kể cả Hà Nội. Kể cả Hà Nội cũng có xe ngập nước nhé. Và ở các tỉnh cũng đều có xe ngập nước cả, nhưng chúng ta phải kiểm tra nó ngập nước hay không. Chúng ta phải kiểm tra. Nếu như quý vị các bạn mà không biết về xe thì quý vị các bạn nên nhờ thợ đi xem cùng, hoặc quý vị các bạn có thể cùng chúng tôi đem chiếc xe này vào hãng và check. Nếu như quý vị các bạn ưng ý thì quý vị các bạn hãy mua chiếc xe này. Và chúng tôi cam kết nếu như quý vị các bạn phát hiện ra chiếc xe này mà đâm đụng hay ngập nước thì chúng tôi sẽ trả lại tiền và nhận lại xe cho quý vị các bạn ngay ạ. Tất cả các ốc còn nguyên bản hết. Tôi sẽ quay cho quý vị các bạn cùng xem từ những cái ốc cabo. Nếu như ốc cabo này mà còn nguyên bản thì là cái xe này chưa bị đâm đụng hay ngập nước gì cả. Đây là cái hộp đen của xe đấy ạ. Tất cả cái ốc đầu của xe đây, ốc đầu của xe cũng còn nguyên hết đấy. Điều này là chứng tỏ chiếc xe này là chưa đâm đụng hay là chưa ngập nước gì cả. Ốc cabo và keo chỉ của cabo này còn nguyên bản hết đấy ạ. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tô Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để sở hữu chiếc xe này. Chúng tôi đang chào bán chiếc xe này với giá là hơn 500 triệu đồng thôi, vì là bản 2.0 cho nên là có giá là hơn 500 triệu đồng. Nếu như là bản 1.6 thì rẻ hơn, nếu như bản 1.6 thì chiếc xe này chỉ dưới 500 triệu đồng thôi. Nhưng đây là bản 2.0 nên chiếc xe này là chúng tôi đang bán với giá là hơn 500 triệu đồng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 0905608883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360.
Mm-hmm.